và trách nhiệm quản lý hay là người dạy ai thì rõ ràng là cái thanh hiệu chữ của cái trường nó chịu trách nhiệm trước. Nghe là thân là tôi là và chịu nhiệm chính là nên cái chuyện đó mình có đặt cái chuyện cho nó đơn vị nào nữa. Thì rõ ràng cái tài sản trong cái khuôn viên của đơn vị thì cái đơn vị là phải chịu trách nhiệm. Đó là lời nhận trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Phúc, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bạch Đằng trong cuộc họp báo vào. Chào tất cả mọi người đã đến với kênh của tôi. Thì vừa rồi là chúng ta đã thấy một cái thông tin mà có lẽ là ai cũng biết, đó là một cái cây phường vĩ ở trường trung học cơ sở Bạch Đằng quận 3 đã bất ngờ đổ ngã và làm chết một em học sinh. Và theo thông tin sáng nay tôi đọc báo thì hiện vẫn có hai em đang bị thương rất là nặng, đang chữa trị ở bệnh viện. Thì đây là một cái sự kiện đau lòng. Tất cả chúng ta, ai có phụ huynh con em đi học đều rất là quan tâm và đau lòng trước cái chết của em học sinh đấy. Nhưng mà trong cái sự đau buồn mà chúng ta thấy qua cái vụ cây đổ ngã đó, lại xuất hiện, lại có một cái việc mà chúng ta cũng có thể nói là có một cái nỗi vui, đó là thầy hiệu trưởng của trường Bạch Đằng đã nhanh chóng nhận trách nhiệm về mình và thầy bảo rằng là không có đổ lỗi cho ai cả, tôi là hiệu trưởng và tôi phải chịu trách nhiệm về cái chuyện cây đổ, không cần phải đổ lỗi cho ai. Thì đây là một cái điều đáng quý, bởi vì các thông tin liên quan tới giáo dục trong thời gian qua chúng ta thấy hình như những người làm giáo dục đang ngày càng mất đi cái đạo đức của nghề nhà giáo. Chúng ta có theo dõi các cái vụ án về chạy điểm ở Hòa Bình và Sơn La, chúng ta thấy những cái người làm trong nghề giáo dục đã có những câu phát biểu khiến chúng ta thấy rằng cái nghề giáo gần như đã đánh mất đi cái phẩm chất của mình, khi mà có người thì nói rằng là ai cũng gù mà mình thẳng lưng thì mình khuyết tật, hoặc là một cô giáo khác thì cho rằng là khi mình được giao nhiệm vụ mà mình không hoàn thành, không làm thì sẽ không tồn tại được. Rồi một sự kiện khác xảy ra ở Hải Phòng, khi một em học sinh lớp 1 phải đứng trước cổng trường vì đến sớm đó, thì chúng ta thấy cuối cùng rồi cũng đổ qua đổ lại, không ai dám nhận trách nhiệm về mình cả. Thì trong cái bối cảnh như vậy thì cái việc thầy hiệu trưởng của trường Bạch Đằng nhanh chóng nhận trách nhiệm về mình liên quan tới cái vụ cây ngã đổ trong sân trường thì chúng ta thấy đó là một điều đáng quý. Và cái hành động của thầy là một cái nhắc nhớ chúng ta lại, ngày xưa tới giờ người thầy luôn luôn là như vậy, cái phẩm chất của nghề nhà giáo là như vậy. Chúng ta biết rằng mỗi một nghề nghiệp ở trong xã hội nó đều có những cái kỷ luật nội tại của nó, tức là khi anh làm cái nghề nào đó anh phải tuân thủ những kỷ luật mà của ngành đó đặt ra cho anh, và nó là kỷ luật nội tại, tức là nó nằm ở trong con tim, trong tâm trí của anh tự phải tuân theo nó, chứ không phải đợi quy định của pháp luật, những cái chế tài của pháp luật anh phải tuân theo, mà rồi anh mới tuân theo. Tức là ở đây mỗi ngành nghề, trong đó có nghề giáo, đều có cái kỷ luật nội tại mà chúng ta phải tuân theo thì chúng ta mới làm đúng cái nghề đó như xã hội mong đợi. Thì chúng ta thấy một trong những cái yêu cầu của kỷ luật nội tại đối với nghề nhà giáo, thì cái yêu cầu đầu tiên mà tôi nghĩ quan trọng đó là dám sống có trách nhiệm. Chúng ta thấy rằng là chúng ta muốn dạy cho học sinh sống có trách nhiệm thì trước hết nghề nhà giáo, người thầy giáo phải có trách nhiệm, phải biết nhận trách nhiệm. Trách nhiệm đây không phải là trách nhiệm đối với gia đình, đối với bản thân của mình, mà là trách nhiệm đối với học sinh, trách nhiệm đối với xã hội nữa. Chứ không phải là chỉ có lo vinh thân phì gia của bản thân mình, lo cho chính mình, lo cho chính gia đình mình là có trách nhiệm đâu. Mà nghề nhà giáo phải có trách nhiệm với người khác, với xã hội. Thì có nghĩa là với cái sự trách nhiệm với người khác, với xã hội thì nhà giáo không thể nào gù lưng được. Nhà giáo phải dám đứng lên vì lẽ phải trong xã hội, chứ không phải là gù lưng để mà vinh thân thì gia cho bản thân mình. Khi một nhà giáo đã chấp nhận gù lưng để mà được an toàn, để mà được hưởng bổng lộc, thì lúc đó họ đã đánh mất đi cái kỷ luật nội tại của một người làm nghề nhà giáo. Thì do đó từ xưa đến nay nhà giáo luôn luôn là cái người sống ngay thẳng, liêm chính, thì cái đó là cái kỷ luật, cái đòi hỏi phải có ở nơi người nhà giáo.
anh không thể nào làm nghề nhà giáo giống như một anh kinh doanh được. Một anh kinh doanh thì có thể anh phải luồn lách, anh phải tính toán thiệt hơn. Còn nghề nhà giáo, cái đòi hỏi của nhà giáo không phải là làm như thế, mà người nhà giáo là cái người dám sống cho sự thật, dám sống có trách nhiệm và dám sống vì người khác. Thì cái hình ảnh mà thầy Nguyễn Văn thầy Phúc mà đứng lên nhận trách nhiệm về mình, nó làm cho chúng ta vẫn còn hy vọng vào cái nghề nhà giáo. Nghề nhà giáo không phải tất cả đều vụ linh, cũng không phải tất cả đều sống co rút vào cái sự an toàn của chính mình, nhưng mà vẫn còn đâu đó mà tôi nghĩ là khá nhiều những nhà giáo dám sống thẳng lưng, dám sống có trách nhiệm. Vì họ phải có trách nhiệm, họ dám sống đứng thẳng thì họ mới dạy được cho học sinh đứng thẳng và sống có trách nhiệm. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi, và nếu hữu ích thì like và chia sẻ video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở lần sau.